Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Kính thưa quý vị và các bạn, về vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thức cho rằng Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong nhóm lợi ích. Hoan nghênh kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về trường hợp sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Quốc Thức cho rằng Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong cả đường dây của nhóm lợi ích. Nếu chỉ chặt một mắt xích mà không phá cả đường dây thì việc nối lại mắt xích khác sẽ rất dễ dàng. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phỏng vấn của phóng viên Báo Dân Việt với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh. Thưa Trung tướng, ông đánh giá thế nào về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 11 tháng 7 sau khi kiểm tra những dấu hiệu sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang? Tôi hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc nhanh ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí Thư và cũng kiểm tra có kết luận kịp thời. Tuy nhiên, theo tôi phải tiếp tục kiểm tra nữa. Một người sai phạm không phải do cá nhân anh ta mà phải có cả một đường dây hỗ trợ. Nhất là trong trường hợp của Trịnh Xuân Thanh liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, phải theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí Thư, cơ quan chức năng phải tìm cho ra nhóm lợi ích trong vụ việc này. Thưa ông, trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhắc tới trách nhiệm của nhiều đơn vị liên quan như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ. Đúng vậy, sự việc này không phải chỉ giải quyết vấn đề của mình ông Trịnh Xuân Thanh, và nó là vấn đề của cả một quy trình bổ nhiệm, đề bạt, quản lý cán bộ. Theo tôi, chỉ nên coi đây là thắng lợi bước đầu. Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong cả đường dây của nhóm lợi ích. Nếu chỉ chặt một mắt xích mà không phá cả đường dây, thì việc nối lại các mắt xích khác sẽ rất dễ dàng. Vì thế, ngoài Trịnh Xuân Thanh, những tổ chức cá nhân liên quan cần phải được kiểm tra, nêu tên đích danh và có biện pháp xử lý. Như vậy, những lỏng lẻo trong công tác tổ chức cán bộ mới được siết chặt. Mong rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn tiếp tục làm mạnh hơn nữa, đi đến cùng vụ việc này. Tôi xin nhắc lại, nếu chỉ chặt một mắt xích này thì người ta sẽ rất dễ dàng nối lại bằng các mắt xích khác để cả đường dây hoạt động lại được. Theo Trung tướng, qua vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, đâu là bài học rút ra trong công tác cán bộ của ta? Những tiêu cực trong công tác cán bộ cũng từ chuyện tham nhũng mà ra, vì thế phải chống tham nhũng triệt để hơn nữa. Và theo tôi, việc xử lý những trường hợp như Trịnh Xuân Thanh chỉ là giải pháp chặt gọn. Nếu muốn triệt để, phải phòng từ gốc, không để xảy ra chuyện rồi mới xử lý. Như vậy là thua rồi, vì Đảng, Nhà nước đã mất đi cán bộ rồi. Rõ ràng phải siết chặt lại các công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Có thể khi lựa chọn cán bộ, chúng ta chọn được người tốt. Nhưng trong quá trình công tác, khi đã có quyền lực trong tay thì người đó bị tha hóa và hư hỏng. Như vậy, lựa chọn tốt không thôi vẫn chưa đủ mà phải làm tốt cả khâu giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ. Tóm lại, phải làm tốt cả quy trình, từ tuyển chọn sử dụng, quản lý kiểm tra, phải làm đồng bộ thì mới đảm bảo. Thưa ông, dư luận vẫn nói về chuyện dùng tiền bạc chạy chức chạy quyền. Ở trong vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, theo ông có hay không chuyện này khi mà một cán bộ trong suốt quá trình công tác đều có khuyết điểm lớn, nhưng vẫn liên tục được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng hơn ở cả trung ương và địa phương? Tôi chưa có cơ sở để khẳng định chuyện này, nhưng cần nhớ rằng vấn đề chạy chức chạy quyền cũng liên quan tới nhóm lợi ích. Chạy chức chạy quyền nó cũng phải có đường dây, một anh xin, một anh cho mới hình thành được đường dây. Nhóm lợi ích theo tôi manh nha bắt nguồn chính từ cơ chế xin cho, cấp dưới xin cấp trên. Lợi ích của họ gắn với nhau tạo nên các mắt xích. Khi các mắt xích khép kín thành đường dây thì việc phát hiện sẽ vô cùng khó khăn. Vì họ sẵn sàng bao che cho nhau, bao che cho đồng bọn cũng chính là bao che cho mình. Do đó tôi nhắc lại, muốn giải quyết triệt để thì phải giải quyết cả đường dây, cả nhóm lợi ích chứ không thể xử lý một mắt xích riêng lẻ. Thưa ông, trong câu chuyện này có liên quan tới trách nhiệm của những cán bộ đã nghỉ hưu, nay không còn đảm đương chức vụ nữa, phải chăng đã hạ cánh thì sẽ an toàn, thưa ông? Đúng là luật pháp của chúng ta quy định là không hồi tố, nhưng với các quy định trong Đảng,
bất cứ khi nào phát hiện sai phạm của anh thì dù anh đương chức hay đã nghỉ hưu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Chúng ta phải làm sao để không còn tồn tại khái niệm hạ cánh an toàn khi bản thân anh không an toàn. Kể cả đã hạ cánh vẫn có thể không an toàn nếu anh làm điều sai. Như vậy chúng ta mới đào được tận gốc, tận rễ bản chất của tham nhũng, của nhóm lợi ích tiêu cực. Trao đổi với Dân Việt, một cán bộ nguyên là lãnh đạo ban tổ chức Trung ương, đánh giá cao thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, vị cán bộ này cho rằng Ban Kiểm tra Trung ương cần phải tiếp tục xem xét tư cách tỉnh ủy viên của ông Trịnh Xuân Thanh nữa. Một người đã đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội, bị thôi chức vụ trong chính quyền thì cũng nên cân nhắc xem xét cả chức vụ trong đảng, đặc biệt là với vai trò tỉnh ủy viên, vị cán bộ này nhìn nhận. Ông cũng đánh giá bản kết luận này cũng đúng với những gì mà ông đã hình dung. Đó là không chỉ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của ông Trịnh Xuân Thanh, mà còn cả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Cán sự Bộ Công Thương, tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí, thậm chí cả Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ. Về trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương, vị cán bộ nguyên là lãnh đạo ban phân tích. Có thể khi ông Trịnh Xuân Thanh được Hậu Giang xin về làm lãnh đạo tỉnh, thì Ban Tổ chức Trung ương không nắm được. Tuy nhiên, khi ông Thanh đã trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì ông Thanh là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, xem xét cả trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương trong vụ việc này là hợp lý. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là cuộc phỏng vấn với ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về vụ việc của Trịnh Xuân Thanh do phóng viên báo Dân Việt thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương, những con sâu béo tròn béo trục ăn cầu đường sắt thép xi măng, ăn cơ quan công quyền chức tước, ăn lớp trường, ăn cả nhà thương. Một con sâu làm giàu nồi canh, con sâu gơm bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thối xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương, những con sâu béo tròn béo trục ăn ruộng vườn hút máu dân oan, ăn non sông núi rừng đất nước, ăn nhân cả tự do. Một con sâu làm giàu nồi canh, vài con sâu gơm bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thối xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương, những con sâu béo tròn béo trục ăn cầu đường sắt thép xi măng, ăn cơ quan công quyền chức tước, ăn lớp trường, ăn cả nhà thương. Một con sâu làm giàu nồi canh, con sâu gơm bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thối xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương, những con sâu béo tròn béo trục ăn ruộng vườn hút máu dân oan, ăn non sông núi rừng đất nước, ăn nhân
cả tự do. Cùng nhau ta diệt trừ bầy sâu, để dân ta có bữa cơm lành. Ruộng vườn ta đơm mầm kết trái, lúa đồng xanh, ơi những màu xanh đẹp đất trời quê hương. Cùng nhau ta diệt trừ bầy sâu, để dân ta có bữa cơm lành. Ruộng vườn ta đơm mầm kết trái, lúa đồng xanh, ơi những màu xanh đẹp ngất trời quê hương. Cùng nhau ta diệt trừ bầy sâu, để dân ta có bữa cơm lành. Ruộng vườn ta đơm mầm kết trái, lúa đồng xanh, ơi những màu xanh đẹp đất trời quê hương.